mình có thêm thành viên mới nha. Mình mua một bạn báo đốm nha. Bây giờ mình đi ra để lấy bạn ý. Được 2 tiếng đồng hồ. Đút cái trồn. Đó thì mình lấy một con. Còn có 2 con ạ? Đấy, còn mình. Đây các bạn ơi, đây là đây, đây là bạn báo đốm nhà mình đấy. Xin chào. Hello, xin chào các bạn. Ôi mình mệt quá, mình đi một chặng đường dài. Nhưng hôm nay mình đang rất mệt. Đang thở hổn hển đây này. Bây giờ mình sẽ mang bạn đây về để cho bạn Cam bất ngờ nhá. Đúng rồi. Đi thôi. Rồi, vòng lại đây Cam ơi. Đấy, các vòng lại xem nào. Ui, ui, ui. Nào, đuổi đuổi thật anh, đạp thật nhanh lên nào. Đạp nhanh lên nào. Bố nhìn Cam. Cam Cam bấm chuông ra nào. Đấy là. Rồi, đặt tiếp đi. Bạn Cam ơi, bạn Cam biết đây là cái gì? Bố bạn Cam biết đây là gì? Bạn Cam có biết đấy là gì không? Đây là gì nhỉ? Con gì nhỉ? Ôi, và Cam thử mở ra xem nào. Cam thử mở ra nào. Cam mở khăn ra xem nào. Cam mở khăn ra. Cam mở ra đi. Mở ra. Đấy. Con gì đấy? À, con mèo à. Bạn Cam ở đây là con mèo à. Đúng không các bạn? Đây có phải con mèo không? Cam mở khăn ra nào. Đúng wow. Rồi. Wow. Con gì hả bạn Cam? Tên là con chó. Đúng rồi, một bạn chó. Đấy, bạn chó này tên là báo đốm nha các bạn ơi. Tại vì người bạn có đốm nha. Đấy. Cam có thích không? Đây, bây giờ bạn đang khát nước, mình để cho bạn ra đây uống nước nha các bạn ơi. Đấy. Đấy, bạn thích uống nước này. Uống nước đấy. Cam có thích không Cam? Cam thích không? Thích con chó này. À, thích con chó này ạ. Ôi, ôi, kìa, kìa, kìa. Ôi. Các bạn đang sao? Bạn ấy chưa quen với bạn mic này. Ôi chết, bạn chó này có ve các bạn ơi. Một con ve. Một con bọ các bạn ơi. Đây một con bọ này. Con giết luôn này. Đây là bạn chó mới mua của nhà mình đấy. Chó ngoan lắm đấy. Thế Cam tối nay Cam ngủ với bố với mẹ hay là ngủ với bạn chó này? Ngủ với bạn báo đốm nha. À, ngủ có ngủ với bạn chó này không? À, ngủ với bạn chó gì? Tối nay bạn Cam bạn sẽ ngủ với bạn chó này các bạn ạ. Đấy, báo đốm xin chào các bạn. Đấy. Bạn báo đốm này được 2 tháng tuổi. Xin chào nha. Đấy, chào bạn Cam đấy. Hello. Bạn Cam không sợ? Đấy. Thế là bạn chó con dễ thương mà. Chó con có dễ thương không? Dạ. Đấy, thế Cam một đấy. Đấy, bạn nghịch đấy. Đang yêu chưa này? Đang vuốt bụng bạn đấy. Đang yêu chưa này? Yêu 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 yêu. Yêu yêu thương thương. Ui, trông này. Nhìn như bạn cáo nhỉ?